Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu chân trâu. Thì cách làm như sau. Ở đây mình có hai loại chân trâu. Đây là chân trâu bài trước mình đã nắn thành phẩm ha. Còn đây là chân trâu Đài Loan ngoài mình mua về. Thì cách nấu thì cũng như nhau. Thì trước tiên mình sẽ cho 2 lít nước sôi. Các bạn nên nhớ mình cho 2 lít nước sôi ha. Rồi mình đổ trực tiếp cho nồi luôn. Rồi ở đây thì mình sẽ lựa một trong hai, một là chân trâu mình mới mua, chân trâu Đài Loan về mình nấu, hai là chân trâu ở nhà mình làm. Thì bây giờ tôi sẽ làm cách chân trâu mình mua về cho các bạn coi ha. Rồi các bạn vừa đổ vô các bạn nhớ khuấy đều, không là chân trâu bị dính nha các bạn. Các bạn để đầu tiên các bạn để lửa vô riêu trước thôi nha các bạn. Khoảng 800 độ được rồi. Ba trăm chân trâu tương đương với 2 lít nước. Còn chân trâu nhà làm này cách làm cũng tương tự nha các bạn. Rồi sau khi các bạn khuấy đều xong, mình lấy nắp mình đậy lại, mình nấu độ khoảng 40 phút. Rồi các bạn dở ra mình khuấy đều một lần nữa nha các trẻ bạn, để tránh tình trạng chân trâu dính đáy nồi nha. Rồi sau đó chúng ta nấu, các bạn nhớ canh giờ đúng 40 phút thì mình sẽ nhắc xuống được rồi. Thì lâu lâu các bạn có thể mở ra các bạn khuấy đều lên. Rồi khi các bạn nấu chân trâu trong khoảng 40 phút đã chín rồi. Khi đã chín rồi chúng ta sẽ ủ thêm 15 phút nữa nha các bạn. Khi đã chín thì ta sẽ đủ 15 phút nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vô ha. Thì bây giờ chân trâu đã chín rồi ha các bạn ha. Rồi khi chân trâu đã chín rồi các bạn nhớ là ủ thêm 15 phút. Rồi sau khi các bạn đã ủ xong 15 phút rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ vớt chân trâu mình ngâm với nước đá. Rồi mình sẽ cho nước đá vào thau. Rồi sau đó mình sẽ vớt chân trâu ra nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ chân trâu vào chén. Rồi sau khi mình đã ngâm chân trâu với nước lạnh xong, thì bây giờ đổ chân trâu ra khay, thì bây giờ mình sẽ cho nước đường. Rồi các bạn chế vừa bằng mặt thôi ha các bạn ha. Rồi mình sẽ đảo đều chân trâu lên. Rồi mình cho đầu khoảng từ 10 cho tới 20 ml mật ong là tạo độ bóng cho chân trâu. Rồi thế mình đã xong phần bên đây. Rồi còn đây là nước đường đen. Rồi mình sẽ cho vô chân trâu. Rồi mình cũng trộn đều lên luôn nha các bạn. Rồi mình cũng cho được khoảng 10 ml mật ong vô cho nó thấm, cho nó bóng lên nha. Bóng hạt chân trâu. Vậy là ta đã hướng dẫn các bạn xong cách nấu chân trâu. Hẹn gặp lại các bạn bài học tiếp theo.